Nay ăn gà luộc hả ba? Yeah, từ trong nhà nghe mùi gà là Lạc chạy ra liền. Ngon quá trời, chảy nước miếng luôn. Lạc vô vị trí rồi nè ba, ăn thôi. Yes. Sao bảo bánh Lạc, Lạc tự ra là giỏi lắm rồi. À? Bữa nay ba có phải năn nỉ ra ăn cơm như mọi ngày đâu. Quá đã, gà đang ngon số 1. Ăn có nửa con gà ta thôi mà ba nói quá trời. Còn chừa nhà mình nửa con còn gì. Phải chi mình Lạc ăn hết cả con hãy nói chứ. Thôi Lạc tranh thủ ăn cho xong rồi đi ngủ đây. Chiều Lạc có hẹn với ba thằng đệ dưới ngã tư. Tối hôm qua có một khứa bị bế đi rồi, nên giờ phải bàn lại với tụi nó. Ngừng tụ tập ra đường chơi một thời gian cho yên cái đã. Mai mốt qua mùa mưa rồi tụ tập tiếp. Chứ mấy hôm trước đi chơi về giờ ông ba la quá trời. Vậy nha, Lạc ăn tiếp đây. Ừ.